Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định về thị trường sau phiên giao dịch của em Nam anh chị nhé. Trước khi vào nội dung của video ngày hôm nay, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím ở trong mục comment để tăng cái độ tương tác cho cái video này. Hôm nay thì chúng ta vừa kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023. Thị trường thì có một cái phiên tăng điểm với thanh khoản khá tốt. Kết phiên thị trường tăng 10.46 điểm tương đương với 0.94% về cái vùng 1.126.43 điểm với cái thanh khoản là 18.000 tỷ khá là tốt. Tốt hơn ngày hôm qua một chút xíu anh chị nhé. Chúng ta có độ rộng thị trường khá tốt với 359 mã xanh, 8 mã trần trên 122 mã đỏ. Về các cái nhóm ngành thì chúng ta thấy chứng khoán ngày hôm nay cũng tăng nhẹ theo thị trường. Chúng ta có nhóm banh ngày hôm nay khá là đồng thuận đúng không? Hôm nay chúng ta có Tiên Phong Banh này, chúng ta có Liên Việt này, một vài cổ phiếu khác cũng đều có cái mức tăng, gần như là cả cái danh mục lead bank thì đều xanh hết anh chị. Chúng ta có nhóm thép ngày hôm nay thì có sự rung lắc điều chỉnh nhẹ và cuối cùng cũng được kéo cũng trở lại. Kết phiên thì HSG tăng 1.8%, HPG tăng 1.3%. Chúng ta có nhóm dầu khí đúng không? Hôm qua Brexit và hôm nay thì tích lũy và điều chỉnh trở lại bình thường anh chị nhé. Bất động sản thì hôm nay chúng ta có một vài cổ phiếu như Shell hôm nay vượt được 23.5 khá tốt đúng không? Chúng ta có Đích hôm nay cũng bật này. Đất xanh thì hôm qua bật thì hôm nay thì tiếp tục duy trì được sức mạnh. Novaland thì cũng tăng một chút đúng không? Một vài cổ phiếu khác như Phát Đạt, Đạt Phương rồi TCH cũng đều có những cái bước tăng giá tương đối ổn trong ngày hôm nay. Nhóm cảng biển chúng ta thấy là cũng xanh này. Hôm nay thì chúng ta có một cái sự lan tỏa dòng tiền đến nhóm thủy sản. Thì thú thật với chị mình không đánh giá cao nhóm thủy sản anh chị. Thì đây là cái cổ phiếu, những cái cổ phiếu mà nó có cái sự tích nền và nó bật được một nhịp anh chị nhé. Chứ còn nhìn về chắc tuần thì nhóm thủy sản thì Nam đánh giá là nó sẽ vẫn còn khá nhiều cản ở phía trên. Những cổ phiếu mà nó nổ từ dưới đi lên ấy, thì khả năng cao ấy là nó vừa đi nó vừa chỉnh anh chị nhé, vừa lên vừa chỉnh. Thì hôm nay có một cái nhịp đánh T cộng thì Nam có nói với chị rồi, T cộng thì nó sẽ có, nhưng mà để nó đánh chen đánh sóng thì chưa có nhé. Hôm nay chúng ta có nhóm đầu tư công tăng khá tốt, có HHV, VCG, LCG, FCN, CCI đều có những bật tăng tương đối tốt. Hút hôm nay cũng có một cái nhịp tăng. Rồi thì đấy là về thị trường. Chúng ta nhìn một chút về hành động của khối ngoại. Khối ngoại thì hôm nay vẫn bán dòng rất mạnh anh chị, bán dòng 550 tỷ đúng không? Hôm qua người ta bán dòng 1.557 tỷ, hôm nay bán dòng 550 tỷ, tập trung vào VHM, tập trung vào VND này, Vinamilk, STB, Đất Xanh, Đích, VIX bị bán dòng. Hôm nay thì mua dòng thủy sản VHC 103 tỷ, ASB được mua dòng, BIT được mua dòng. Tự doanh thì chúng ta chưa có thông tin. Thanh khoản trong ngày hôm nay thì mình thấy là tốt hơn hôm qua đúng không? Hôm nay chị thấy là đây là cái số lượng cổ phiếu khớp lệnh ấy, thì nó tương đương ngày hôm qua tầm 800 triệu cổ phiếu, còn giá trị thì tốt hơn hôm qua một chút xíu. Rồi thì với cái sự vận động của các cái nhóm ngành của thị trường, rồi cái việc mà khối ngoại liên tục bán dòng như thế này, thì trong các cái phiên giao dịch tiếp theo thị trường sẽ có cái sự biến động như nào thì Nam cùng với chị sẽ cùng phân tích và đánh giá trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay thì mình đặt một cái tiêu đề là thị trường sóng còn dài đúng không? Thì Nam đã chia sẻ với chị là sau cái phiên mà thị trường break vượt cái vùng 1.110 với cái thanh khoản gia tăng tốt ấy, đúng không? Thanh khoản gia tăng tốt thì từ cái phiên ngày thứ hai Nam đã chia sẻ với chị là cái sóng này của thị trường nó sẽ kéo dài đâu đó khoảng tầm 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi. Do vậy nên là mọi người giao dịch trên thị trường thì mọi người cứ thoải mái. Ở cái đoạn này mọi người đã có vị thế tốt rồi. Bên Zoom mình thì trao đổi với chị là bên mình tuần trước mua rất nhiều, và mình mua ở những cái phiên mà rung lắc trong tuần trước đây này, gần như là full hàng ấy chị. Bây giờ thì chủ yếu Zoom mình chỉ ngồi xem thị trường nó kéo tăng thôi. Còn anh chị nào mà thiếu thì mua bù thêm chút. Còn anh chị nào mà chưa muốn lướt lát thì chủ động lướt lát bán khi hưng phấn đúng không? Ví dụ là những cái nhịp vào phiên ngày thứ hai buổi chiều hưng phấn thì hôm thứ ba mua lại ngay đúng không ạ? Thì đấy là những cái nhịp mà mua bán hưng phấn và mua ngay khi điều chỉnh mà có được lợi về giá, thì cái đấy chị phải chủ động. Thì nó có thể là cho anh chị những cái lợi nhuận tốt hơn, nhưng mà nó sẽ có những cái nhược điểm là đôi khi là anh chị sẽ bị mất hàng anh chị nhá. Còn thị trường của chúng ta thì mọi người cứ yên tâm là thị trường nó đang khá ổn, mọi người cứ yên tâm nắm giữ. Chúng ta nhìn một chút về Zoom khách hàng thì như ngay cái buổi chiều ngày hôm qua ấy, thật ra hôm qua thì buổi chiều thì mình có chút việc, mình không kịp làm video anh chị đúng không, không kịp làm video chiều qua. Thì tối ngày hôm qua lúc 9 giờ lúc 9 rưỡi thì mình mới bắt đầu up video lên đó. Thì mình có nói trong video ngày hôm qua ấy, anh chị nào có xem thì có thể là vào kênh Ichimoku xem lại cái video ngày hôm qua. Đây thị trường test lại mua hay bán đấy này. Đấy, hôm qua 9 rưỡi mình mới up. Thì mình có trao đổi với anh chị là thị trường ấy thì ngày hôm nay nó cần phải thể hiện sức mạnh ngay đúng không? Ngày hôm nay nó sẽ cần phải thể hiện sức mạnh ngay. Đấy, cái video này anh chị nhé, thì mọi người có thể xem lại. Ở trong buổi sáng trong bản tin của thị trường thì mình cũng có nói với anh chị là phiên chiều hôm nay thì cái lượng hàng break phiên thứ hai hàng về tài khoản
thì phiên sáng thị trường lình xình giữ được sắc xanh sẽ là cái sự vận động tích cực, và thị trường nó cần thể hiện sức mạnh ngay trong ngày hôm nay để nó phát đi một cái thông điệp là thị trường hiện tại đang rất khỏe anh chị. Thì như hôm qua Nam có chia sẻ với chị ấy, là thị trường của chúng ta có cái phiên breakout vào phiên ngày thứ hai, thì rất nhiều nhà đầu tư, rất nhiều giới chuyên gia phân tích, đúng không, người ta sẽ chờ những cái phiên mà bùng nổ hàng về để người ta mua. Đấy, khi mà gọi là khi mà hàng về nó xả ra thì người ta mua ấy. Nhưng mà mình trao đổi với chị là khi thị trường của chúng ta nó đã bước vào những nhịp tăng, đúng không, đã bước vào nhịp tăng với cái dòng tiền được duy trì tốt, thì nó sẽ không để cho anh chị mua được giá tốt, đúng không, nó không để cho các anh chị mua được giá tốt đâu, mà nó chỉ rung lắc nhẹ rồi nó sẽ kéo tiếp. Thì đấy mới là một cái thị trường mà nó phát đi cho anh chị một cái tín hiệu là thị trường đang rất khỏe anh chị. Còn trong cái trường hợp ấy mà thị trường của chúng ta nó quay trở lại, ví dụ quay trở lại nó lấp gáp cái phiên ngày thứ hai này, hay là nó để cho anh chị mua ở một cái vùng giá tốt như cái vùng 1107 ấy, hay là 1100, thì mình đảm bảo với chị là thị trường nó sẽ không lên được ngay, và nó sẽ quay trở lại tích lũy rung lắc điều chỉnh con chán ở cái vùng M20. Nhưng mà hôm nay thị trường nó phát đi một cái thông điệp như hôm qua Nam nói với chị là hôm nay nó phải kéo, đúng không, hôm nay nó phải kéo để nó cho anh chị, thứ nhất là những ông nào mà muốn chốt lời, những ông mà mua ở phiên ngày thứ hai ấy, ông nào muốn chốt lời cho chốt lời hết, còn nó ép cho tất cả những ông nào mà chờ mua phía dưới phải mua vào thị trường, phải mua và chấp nhận mua giá cao. Và hôm nay mình thấy là dòng tiền nó chấp nhận mua giá cao, thì đấy là một trong những cái dấu hiệu cho cái việc mà thị trường của chúng ta đang vận động tốt, đúng không. Bên chiều anh chị thấy là mình vẫn cập nhật cuối phiên, thì mình vẫn nói với chị là sóng này thì mình vẫn đánh giá là sẽ kéo dài từ 1,5 cho đến 1 tháng cho đến 1,5 tháng là ít nhất. Đấy. Do đó nhà đầu tư theo trend thì cứ nắm giữ cổ phiếu cho đến khi hết trend. Nhà đầu tư mà thích lướt sóng thì cứ thoải mái, cứ bán hưng phấn và có lợi giá một phát nó rung lắc một cái là mua. Chứ còn anh chị bán xong mọi người mà cứ chờ mua ở vùng giá sâu hơn thì mình nghĩ là khó nhá. Các vị Zoom mình thì gần như full hàng. Chúc anh chị chúc mừng các anh chị nhá. Đấy, thì là trong tuần ngay từ hôm thứ hai, thứ hai là mình đã chia sẻ với cả nhà là cái sóng này nó sẽ kéo dài khoảng tầm cuối phiên này. Đấy, nhịp này thì vào sóng, đúng không? Đây. Đây, mùa Giáng sinh năm nay không lạnh đối với nhà đầu tư chứng khoán, cứ yên tâm nắm giữ, gia tăng hoặc là margin tùy khẩu vị anh chị. Đấy, sóng này thì em đánh giá là kéo dài ít nhất từ 1 tháng trở lên, đúng không? Cứ thoải mái thôi anh chị. Đó, rất nhiều các cổ phiếu chúng ta đã tham gia rồi, đúng không? Về các cái tình hình về vĩ mô thì Nam chia sẻ với chị rất nhiều, hiện tại nó đang khá ủng hộ cả trong nước và ngoài nước. Do vậy cho nên là đoạn này thì mọi người cứ thoải mái nhé, mọi người cứ thoải mái về thị trường. Rồi, bây giờ thì mình sẽ phân tích nhanh một chút về thị trường. Anh chị đang tham gia theo dõi cái video này, anh chị mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe và nhớ thả giúp Nam các cái trái tim màu tím dưới một comment để tăng cái độ tương tác cho cái video này. Anh chị muốn tìm người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư thì có thể là về với đội của Nam bằng cách là mở những cái tài khoản VPS mới anh chị. Nếu mà anh chị chưa có tài khoản thì anh chị gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị những cái tài khoản mới để anh chị giao dịch cho nó may mắn. Còn anh chị nào mà đã có tài khoản rồi, mọi người có thể chuyển ID theo cái hướng dẫn này, đăng nhập vào app này, bấm vào avatar này, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn này, nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, sau đó tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận, rồi vào cái phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo số điện thoại trên góc phải thì Nam hỗ trợ thêm cho các anh chị nhá. Đấy, thì anh chị nào muốn vào Zoom thì vào sớm, bởi vì là trong thời gian tới thì cái đoạn này vẫn là những cái đoạn sân sóng, thì mình vẫn đang lên những cái kế hoạch để cho các anh chị có thể là kiếm được những tham gia được, chạm tay được vào những cái cổ phiếu leader của thị trường để chúng ta có được cái mức lợi nhuận vượt trội nhá anh chị nhá. Phải có được lợi nhuận vượt trội so với thị trường khi thị trường đi lên. Để làm gì? Để thứ nhất là khi mà thị trường nó trong thời gian tới, khi thị trường nó có điều chỉnh thì khi chúng ta có lợi nhuận vượt trội chúng ta sẽ không sợ. Đúng không? Có thể chúng ta sẽ mất đi một phần lợi nhuận thôi, nhưng mà cái tổng thể là trong cả một sóng là chúng ta phải có lợi nhuận anh chị nhá. Thì đấy là cái thứ nhất mà Nam lưu ý với anh chị, là cái đoạn này thì anh chị nào muốn về Zoom thì về sớm anh chị nhá. Anh chị nào chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển ID, anh chị có thể tham gia hình thức thu phí, đấy, mức phí thì nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá một chút về thị trường nhá. Thì về đồ thị, sorry anh chị nhá, về đồ thị này thì chúng ta thấy được rằng là chúng ta có một cái đáy ở đây, đúng không, một cái đáy ở cái vùng 1020 đấy, ở cái vùng này là mình cũng đã khuyến nghị anh chị bắt đáy ở đây một nhịp rồi. Cái đáy thứ hai là ở đây, đáy thứ hai là ở đây. Nhưng mà bây giờ anh chị hỏi rằng cái đáy thứ hai này đã hình thành hay chưa, thì nếu mà theo đúng nguyên tắc là chưa anh chị nhá. Khi nào index nó phải vượt qua được cái vùng đỉnh trung tâm ở đây là cái vùng 1130-1137 ở đây, đúng không, tức là nó có một cái phiên break vượt qua vùng này thì đấy mới là nó mới xác nhận đây là cái đáy hai. Thì quay chúng ta sẽ có đáy một,
và đáy 2 cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao đỉnh trước, và thị trường lúc ấy nhá thì mọi người mới được phép kẻ cái kênh này. Còn hiện tại bây giờ ông nào mà kẻ kênh này là mình có thể trao đổi với anh chị là đang sai nhá. Đấy, đang sai. Do vậy cho nên là đợt tới thị trường nó cần phá cái vùng 1137, 1135. Thứ nhất ấy là nó tạo ra một cái đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, là cái thứ nhất để hình thành một cái kênh lên. Cái thứ hai là nó phá được cái giao găm ở trong khung ngày. Cái thứ ba nữa là phá được cái khách sạn tuần. Thì lúc đấy Nam đảm bảo với anh chị là cái dòng tiền vào thị trường nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Khi mà cập nhật về vĩ mô thì mình đã nói với chị rất là nhiều lần. Thứ nhất là lãi suất tiền gửi, tiền lãi suất vay ra thị trường 1 hiện tại đang xuống rất là thấp, đúng không? Rồi tiền gửi lãi suất tiết kiệm thì tiền gửi tiết kiệm thì tăng cao với lãi suất thấp. Đấy, thì đợt tới khi mà cái thị trường chứng khoán nó cho cái cơ hội ấy, thì thứ nhất là chắc chắn là nó sẽ có những cái dòng tiền nó chảy vào, nó chảy vào thị trường, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các cái doanh nghiệp người ta tiếp cận với cái lãi suất tiền gửi thấp ấy, đúng không? Lãi suất vay thấp, lãi suất vốn vay thấp, thì người ta có thể sẽ tìm đến thị trường chứng khoán để kiếm các cái nhịp đầu cơ trong ngắn hạn, thì nó tạo ra sóng của thị trường. Mà mình đảm bảo với anh chị là nếu như thị trường của chúng ta break, nó vượt cái đỉnh trung tâm 1136 ở đây, thì cái dòng tiền nó vào thị trường thậm chí nó còn tốt hơn bây giờ. Và lúc ấy cái mặt bằng thanh khoản từ từ nó sẽ đi lên đấy chị. Thì mình đánh giá là cái nhịp này thị trường của chúng ta nó sẽ khá là tích cực. Đấy, do vậy cho nên là anh chị có hàng, mọi người yên tâm nắm giữ. Anh chị nào lướt thì nhanh bán mà mua lại ngay. Và hãy tập trung vào các cổ phiếu mạnh nhất anh chị nhá. Thì với cái phiên mà như ngày hôm nay anh chị thấy là band nó bóp chặt đúng không? Và bắt đầu band hôm nay nó bắt đầu mở rồi. Band dưới bắt đầu mở ra đấy chị, nhìn đúng không ạ? Anh chị nhìn kỹ không ạ? Band dưới nó bắt đầu mở ra. Đó, thì ngày mai đúng không? Ngày mai mà nó break, nó vượt luôn vùng này thì là rất đẹp. Ngay ngày mai anh chị, ngày mai cũng được. Ngày mai hoặc là thứ sáu cũng được anh chị nhá. Đấy, không thì ngày mai nó chững lại một nhịp đúng không? Ngày mai kể cả đỏ một cây vào ngày thứ sáu bật, mình nghĩ là nó cũng đẹp. để làm gì ạ? Để thứ nhất là nó vượt qua cái vùng 1136 đúng không? Như mình chia sẻ, để nó tạo ra một cái đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Band ngày mai khi mà các cái phiên tiếp theo ngày thứ năm và thứ sáu nó bắt đầu tăng ấy, là bắt đầu band nó đi ngang và nó mở ra. Đấy, band dưới này, band trên cũng thế, bắt đầu mở ra. Đúng không ạ? Mở ra như này thì cái đường giá nó sẽ từ từ nó bám cái band này đi lên, đẹp. Nói chung là đẹp. Mình đánh giá là đoạn này mọi người cứ thoải mái nhá. Sóng của thị trường thì mình nghĩ là nó vẫn còn dài, đúng không? Vẫn còn dài. Thật ra dài thì mình cũng không dám khẳng định với anh chị là dài, nhưng mà mình có thể trao đổi với anh chị là đâu đó 1 tháng đến 1 tháng rưỡi là ít nhất. Đúng không? Nên là từ giờ cho đến cuối năm ấy thì mọi người cứ thoải mái nhá, cứ thoải mái. Rồi. Đấy là về thị trường, khung tuần, khung ngày, mọi thứ ok. Khung giờ, nhìn khung giờ một chút xem là nó như thế nào anh chị. Khung giờ thì anh chị thấy là có khách sạn đúng không? Hôm qua có khách sạn nó hút về. Nhưng mà mình nói với anh chị nhá, khi mà có khách sạn ấy mà nó hút thẳng về khách sạn thì là yếu. Tức là nó hút thẳng về 1107 là yếu. Mà nó chỉ hút về cái TK ở đây thôi, mà nó từ từ nó bám lên cái TK này đi lên thì đấy mới là khỏe. Thì đúng là hôm nay thị trường nó khỏe thật, đúng không? Đấy, như hôm qua mình nói với anh chị là cái hôm nay rất nhiều ông sẽ chờ hàng về để mua. Nhưng mà mình đảm bảo với chị, nếu như thị trường là một thị trường tốt thì nó sẽ không để cho anh chị mua được giá tốt, mà nó sẽ phải ép anh chị mua giá cao. Nó cho các ông đánh T cộng chốt lời thoải mái, thì đấy mới là những cái trường hợp thị trường tốt. Ví dụ như những cái đoạn này khi breakout đi lên thì chị này, breakout đây này, đúng không? Nó chờ hàng về đúng không? Tôi kéo tiếp luôn. Đấy, kéo tiếp luôn lình xình rồi lên tiếp anh chị. Thì đấy nó mới là một cái thị trường khỏe này. Rồi anh chị thấy là nó tăng này, đúng không? Thì đoạn này chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng nhá. Mục tiêu của mình trước mắt là nó vượt cái 1136, 1137 để nó tiến về cái vùng 1160. Và xa hơn là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng về cái vùng 1205 ở đây, cái vùng gap ở đây này. Mình nghĩ là sóng này nó sẽ lấp được cái gap này nhé. Nó sẽ lấp được cái gap, nó mở ra vào phiên ngày 22 tháng 9. Nó sẽ lấp được gap này, đúng không? Thì từ đây đến cái đoạn này anh chị đánh thoải mái. Anh chị nào nắm giữ cứ nắm giữ cho đến khi nó lên đến vùng này. Không thì anh chị nào lướt lát, ví dụ là nó chạm cái vùng 1136 bán, hôm sau nó rung lắc trở lại mua. Nhá anh chị nhá. Còn lại thì mọi người cứ yên tâm nhá. Cứ thoải mái với thị trường. Về chúng ta nhìn một chút về các cái chỉ báo về xu hướng. Hôm nay nó hơi sorry mọi người một chút là nó bị mất mấy cái chỉ báo về xu hướng, để Nam thêm lại một chút nhé. Anh chị chờ Nam một chút, nó cũng nhanh thôi, đúng không? MACD này, chúng ta có Aron này, chúng ta có ADX. Rồi,
Nó là cái tôi ADX lấy bên này đi anh chị. Mình có ADX ở bên này này. Cái file hôm nay nó lại xóa hết mấy cái chỉ báo của mình đi anh chị. Đúng không? Chúng ta qua ADX bên này, ở lấy bên này cho nó nhanh. Rồi anh chị nhá. Rồi quay trở lại này. Quay trở lại cái chỉ báo này. Anh chị thấy là hôm nay tăng điểm đúng không? Là cái đường DI cộng, DI cộng nó chuẩn bị nó cắt lên DI trừ rồi. Đấy ngày mai đúng không? Ngày mai tiếp tục tăng là nó cắt lên phía trên. Đấy nó cắt lên phía trên và cái đường A đường đường DI cộng này này. Đấy cái đường màu xanh này này, nó cắt lên cái đường màu đỏ là DI trừ, nó cắt lên phía trên. Đúng không? Nó cắt lên phía trên. Và cái đường màu đỏ nó cắt xuống. Đường màu đỏ nó cắt xuống, nó nằm ở phía dưới. Đó đúng không ạ? Đường màu đỏ nó cắt xuống. Còn cái đường đường màu xanh này này, đường màu xanh này là đường ADX thì hiện tại anh nó đang ở 22.4 đúng không? Thì nó cắt lên một cái là từ từ nó sẽ từ từ nó vòng lên như này là chúng ta có trend ngon. Thì đấy là về chỉ báo trend đối với ADX. Rồi còn về MACD đúng không? Cái điều này đã chia sẻ anh chị rồi. Còn về MACD thì anh chị thấy là nó đang bắt đầu cong lên lên đến không rồi. Đấy cái trạng thái MACD như này đang là rất đẹp anh chị nhá. Không không phải là đẹp mà phải nói là rất đẹp đúng không? Do vậy cho mọi người cứ thoải mái cái đoạn này đúng không? Aaron thì anh chị thấy là nó đang chuẩn bị rồi đúng không? Chuẩn bị rồi, cái đường Aaron đường đường màu xanh này nó đang bắt đầu ngóc lên rồi đúng không? Đấy thì mọi người yên tâm, VN Index này. Đấy cái đường màu đường đường màu xanh này bắt đầu nó đi xuống này, đường màu cam bắt đầu nó ngóc lên đúng không? Thì mọi người yên tâm nhá. Đó, nói chung là về chỉ báo thì bây giờ mình thấy là khá là ổn, mọi người cứ thoải mái thôi. Rồi thì đấy là về thị trường anh chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và đánh giá một số các cái cổ phiếu nhá. Mình sẽ đánh giá một số các cổ phiếu, các cái nhóm ngành xem là đâu là cái nhóm ngành mà mình có nói với anh chị là tăng tốt nhất ở giai đoạn này. Tức là chúng ta phải chọn ra các cái nhóm ngành tốt nhất anh chị, đúng không? Tránh những trường hợp mà mọi người ôm về những cái cổ phiếu mà nó không 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 ổn đấy, đúng không? Ôm về cổ phiếu nó yếu thì khi mà thị trường tăng nó không tăng được bao nhiêu đâu. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi từ nhóm chứng khoán đầu tiên. Thì trước khi sang nội dung phần thứ ba, anh chị đang tham gia theo dõi cái video này, anh chị nhớ để lại những lượt like nhé, để lại những cái comment màu tím, trái tim màu tím với một comment để tăng cái độ tương tác. Anh chị nào muốn trở thành khách hàng thì mình nghĩ là nên về sớm anh chị, về sớm để khi mà thị trường nó vẫn còn đang ở chân sóng thì mọi người về sớm để chúng ta có những cái nhịp tham gia vào thị trường với một cái sự quyết liệt anh chị nhé, sự quyết liệt và chọn được những cái cổ phiếu mạnh nhất, đúng không? Để chúng ta có được cái lợi nhuận lớn nhất, vượt trội so với thị trường. Đấy thì để trở thành khách hàng thì anh chị sẽ cần mở những cái tài khoản VPS anh chị. Thì nếu mà chưa có thì chị gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị. Còn nếu như mà đã có rồi, anh chị có thể chuyển ID về Nam quản lý bằng cách là mở những cái tài khoản VPS, bằng mở tài khoản VPS của anh chị lên, đăng nhập vào, đúng không? Ấn vào cái avatar ở đây, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, sau đó tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận. Rồi vào cái phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam qua Zalo theo số điện thoại 0963983379 để Nam hỗ trợ anh chị vào Zoom VIP. Anh chị nào chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển ID, anh chị có thể tham gia dưới hình thức thu phí cũng được anh chị nhé, để Nam hỗ trợ thêm cho anh chị. Ok, bây giờ thì Nam cùng anh chị sẽ cùng nhau phân tích về một vài cái cổ phiếu chứng khoán nhé. Thì con SHS này là cổ phiếu mình đánh giá cao nhất anh chị, đúng không? Đấy, nó có bộ hình vai đầu vai ngược, break, cái cây này là cây break hình thành xu hướng và một cây chứng lại hôm nay được kéo mà band bắt đầu mở ra, band trên bắt đầu mở ra, khả năng nó sẽ bám cái band trên nó đi lên, band dưới bắt đầu mở xuống. Anh chị thấy không ạ? Đấy thì cái đoạn này nó cứ bám band trên nó đi lên này. Đó. Đó vậy đoạn này thì Nam đánh giá nhé. Với cổ phiếu này bây giờ mua ấy thì hơi muộn một chút đúng không, nhưng mà cái target của nó Nam nghĩ là vẫn còn khá là xa. Trước mắt ấy thì nó sẽ có cái cản ở vùng 20.5 đấy, còn xa hơn thì mình cứ đo cái target này thôi. Nam đã từng đo cho anh chị rồi, đâu đó nó lên cái vùng giá tầm 23.5 nhá. Đối với cả SHS này mọi người cứ yên tâm nắm giữ. Chúng ta có con SSI đúng không, SSI yếu hơn một chút nhưng mà nó cũng đã vượt qua đỉnh trung tâm rồi, đang chứng lại một vài phiên, mình nghĩ là nó sẽ ở đây có thể là 1-2 phiên rồi nó tăng tiếp nhá. VND này, mục tiêu của con SSI này thì là quanh vùng đỉnh cũ. Ở đâu đó vùng tầm 36 này. Chúng ta có VND này. Đó, cũng bắt đầu vượt qua cái vùng đỉnh trung tâm ở đây rồi, từ từ tăng nhá. Con này mục tiêu sẽ là 25. Đúng không? Mục tiêu sẽ đây này. Đấy, mục tiêu nó ở đây này. Rồi, tiếp theo chúng ta có VCI này. Đúng không? Mục tiêu của nó quanh cái vùng giá 47 này nhá. Đấy, cái vùng này là cái vùng anh chị có thể chú ý này. Tiếp theo chúng ta có VCI, chúng ta có HCM. HCM thì mục tiêu của nó quanh cái vùng giá 34. Đó.
anh chị nhá, đây là những cái cổ phiếu mà nó rất rất là chuẩn form anh chị, mình thấy là nó mới đang chân sóng này, anh chị mua cao tí cũng được, không sao cả anh chị. HCM mua cao tí cũng được nhá, nó vẫn còn mục tiêu mà vẫn còn tăng mà, mình thấy là nó rất là ổn. SHS này, SHS đang là khỏe nhất anh chị. Mấy con như CTS cũng được này, con này mục tiêu sẽ là quanh vùng giá 31 đúng không, 31 ở đây đó, 31 ở đây, trước mắt là như vậy nhá. Đây là mình kể các mục tiêu ngắn hạn nhé, còn xa hơn nó hoàn toàn nó có thể tăng tiếp anh chị. FTS nó vẫn còn này đúng không, vẫn còn rất là ok này. Tiếp theo chúng ta có FTS, CTS, BSI này. BSI này thì hơi quá điểm mua anh chị. Đấy, hơi quá điểm mua một chút, có hàng nắm giữ. Chúng ta có VIX này, đúng không? Rất khỏe, mấy con này khả năng về đỉnh cũ hết anh chị, quanh cái vùng giá 10 20 này này. Đấy, nó sẽ về được đây, đối cả VIX. Rồi thì đấy là các cái cổ phiếu chứng khoán. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cổ phiếu thép. Thép thì chúng ta có HPG, hiện tại hôm nay cũng có một cái cây test cung khá đẹp này. Đấy, 26 27.6, thì con này nó vượt qua vùng giá 28 nhé, với vol to một chút đúng không, vol nó nổ đâu đó khoảng tầm 35 triệu cổ phiếu là mình nghĩ là nó sẽ chạy được cái nhịp này đấy, được đấy anh chị ạ. Đấy, nó sẽ chạy được và cái nền này nó có rũ bỏ và nó tích lũy như này mình nghĩ là ok nhá. Thì đối với HPG thì anh chị cầm thoải mái nhá, chờ một cái cây break, anh chị nào muốn mua thêm ấy thì nó break, nó vượt cái vùng 28 đúng không, vượt 28 với vol tầm 40 triệu cổ là anh chị mua được thêm. Đấy, tiếp theo chúng ta có Hoa Sen này, đang tích lũy và kéo lên này. Đấy, mấy cổ phiếu này thì bây giờ có hàng cầm anh chị nhá, mua thì hơi với một chút đúng không, chấp nhận rủi ro thì vẫn lấy được thôi, nhưng mà hơi với một chút, mình nghĩ là hơi với một chút. Nam Kim đó, nó chưa vi phạm gì cả, những cổ phiếu này vẫn đang cổ phiếu mình đánh giá là hàng đầu đấy. Con này nó đã vượt đỉnh tại cái thời điểm index 1250 rồi đó, rất khỏe anh chị. Nói chung là rất khỏe. Thép thì mình vẫn đánh giá là rất khỏe. Thì anh chị tất nhiên là đoạn này anh chị thấy nó không tăng nhiều là bởi vì cái nhịp này nó tăng mạnh rồi, thì bây giờ cái đoạn này nó từ từ nó tích lũy rồi nó lên nhá anh chị nhá, nó sẽ vào những cái nhịp chạy của nó sau, anh chị cứ bình tĩnh thôi, có hàng thì phải kiên nhẫn cho nó thời gian anh chị. Tiếp theo bất động sản chúng ta có Đất Xanh này. Đất Xanh, cái cây này hôm qua mình phân tích cho anh chị rất kỹ về cái cây mà cái cung cầu của nó ở đây đúng không, tại sao khi mà thông tin xấu ra thì bị bán với vốn lớn nhưng mà giá không giảm, chứng tỏ cầu hấp thụ rất tốt đúng không. Và cái ngày hôm qua mình còn nói với anh chị là một cổ phiếu mạnh thì khi mà cái cây vốn lớn về nó sẽ tiếp tục kéo cho các anh chị bắt đáy chốt lời thoải mái. Cho những anh chị nào mà chưa mua được, bắt anh chị phải mua giá cao thì đấy mới là cái cổ phiếu khỏe. Thì con Đất Xanh này nó làm được như vậy anh chị. Mình nghĩ là ngày mai có thể nào sẽ bật anh chị nhé. Có thể đúng không? Có thể thôi. Đấy, để xem dòng tiền nó thế nào. Nhưng Nam đánh giá Đất Xanh rất ổn. Nhịp này ít nhất về lại vùng giá 23. Đây là ít anh chị. Đấy, đợt tới con này nó còn phát hành thêm các kiểu cơ. Anh chị nào phát hành thêm thì thật ra nó cũng, cái thông tin về cái việc phát hành thêm mình nghĩ là nó không quá đáng sợ đâu anh chị nhé, nó không quá đáng sợ như anh chị nghĩ đâu. Nó chỉ phát hành thêm có 61 đúng không, tức là 6.000 cổ phiếu, mua được thêm 1.000 nữa và cái giá phát hành nó giá 12 thì mình nghĩ là ổn nhá. Mọi người thoải mái đi, mình nghĩ là cứ thoải mái với Đất Xanh đi nhá. Đấy, cứ thoải mái với nó. Cứ cầm đi thoải mái nhá. Đấy, mục tiêu của nó là vùng này, còn xa hơn thì chúng ta tính tiếp. Đấy, cái nền này của nó cũng là căng đét đấy anh chị. Rồi, đấy là Đất Xanh anh chị nhá. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu Shell. Shell thì như hôm nay mình có nói với anh chị là tuần này đúng không, tuần này nó có cơ hội vượt 23.5 thì nó nên vượt ngay, thì hôm nay nó làm được rồi đúng không, chứ còn để tuần sau mình trao đổi với chị là nó vượt 23.5 là khó. Đấy, nhưng hôm nay nó làm được luôn thì nó còn ngày mai và ngày kia nữa, thì cái trạng thái như này là tốt này. Ôm tiền vào này, hôm nay tiền confirm luôn này, tiền vào một nhịp, hôm nay tiền confirm thì mình nghĩ là con này nó sẽ tăng được nhá. Con Shell nhịp này nó sẽ tăng. Chúng ta có con Dick này, Dick cũng ok này anh chị này, bắt đầu vượt đỉnh rồi. Như này là vượt đỉnh rồi anh chị, vượt đỉnh trung tâm rồi đúng không, thì nó sẽ tiến đến các cái vùng cao hơn thôi. Bây giờ rất là ổn rồi. Sell Dick. Chúng ta có Đạt Phương. Đạt Phương hôm nay bắt đầu vượt qua cái vùng giao găm rồi, khá đẹp anh chị nhé, khá là đẹp đấy. Chúng ta có con Nam Long này cũng ok đúng không. Nam Long thì có thể một vài phiên nữa là nó bật đấy anh chị, Ben nó bóp chặt rồi. Chúng ta có KHG. KHG thì sẽ hơi chậm một chút, à KDH, KDH KDH nó sẽ hơi chậm một chút nhé, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng tăng thôi, là nó cũng tăng theo thị trường cả anh chị. Cái form này cũng là form tích lũy khá lâu của nó rồi đấy, được anh chị nhé. Rồi KHG. Tiếp theo chúng ta có con HDC. Đấy, HDC hôm nay đóng cửa trên 34.5 là ổn đấy anh chị đúng không, nó phía trước là bầu trời rồi. Anh chị nào có hàng cứ nắm nhé, mình nghĩ là con HDC này cũng là một cái cổ phiếu ok đấy, mình nghĩ là chơi được, anh chị nào chơi thoải mái với nó nhé, ok chơi được. Rồi,
Tiếp theo chúng ta sẽ có một vài các cái cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản khu công nghiệp. Chúng ta có KBC, đúng không? KBC thì mình pick cho anh chị ở quanh cái vùng giá 31 thì hiện tại vẫn nắm giữ được anh chị nhé. Đấy, ngày mai ngày kia nó sẽ vẫn có những cơ hội để vượt lên. Đấy là KBC. Chúng ta có GVR. Đấy, GVR cũng vẫn ổn này, pick cho anh chị ở quanh cái vùng giá 20, 19.8, con này là mua bù thôi anh chị. Chứ còn Nam thì bất động sản khu công nghiệp thì mình vẫn đánh giá các cái con như IDC này, như SSC này, mình vẫn đánh giá cao hơn anh chị nhé, mình vẫn đánh giá cao hơn như GVR này, như sorry mọi người, như VGC này. VGC là những cổ phiếu đã vượt đỉnh rồi, thì đây vẫn là cổ phiếu mình đánh giá cao hơn anh chị, đúng không? Cái nhịp này thì vẫn ổn thôi, anh chị cứ nắm nhé, mình nghĩ là cứ nắm. Mấy cổ phiếu này nó chưa có vi phạm gì cả, đúng không? SSC thì mình thấy là nó có nguy cơ thôi, chứ nó chưa tạo thành phân kỳ. Thì nếu anh chị mà sợ về cái phân kỳ thì mọi người đặt cái chặn lãi ở vùng giá 43 là được. Mình nghĩ là như vậy, cứ nâng dần cái chặn lãi lên. Còn không thì nó chưa vi phạm thì nó vẫn có cơ hội phá phân kỳ. Mà trong một thị trường tốt nó phá phân kỳ là điều bình thường anh chị nhé. Khi nào nó xác nhận thì chúng ta mới sợ. Còn đây hiện tại thì mình nghĩ là vẫn ok thôi, không vấn đề gì. MACD có một đỉnh anh chị nhé, tầm được. Ok anh chị, thì đấy là mình đi hết bốn cái nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, thép và bất động sản khu công nghiệp. Thì anh chị đang tham gia theo dõi thì cả nhà cố gắng để lại những cái lượt like, anh chị muốn trở thành khách hàng của Nam để chúng ta đồng hành cùng nhau để mua được các cổ phiếu tốt nhất. Thì mọi người liên hệ với số điện thoại 0963983379 để mở những cái tài khoản VPS mới, hoặc là chuyển ID về Nam quản lý theo cái hướng dẫn này anh chị, hoặc là tham gia dưới hình thức thu phí anh chị nhé, để Nam hỗ trợ thêm cho anh chị trong cái quá trình anh chị giao dịch. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang các cái nhóm cổ phiếu khác. Chúng ta còn nhóm đầu tư công. Hôm nay có HHV tăng tốt thì đây là con khỏe nhất trong đầu tư công rồi. Thì mục tiêu của nó sẽ là quanh vùng giá 16.4. Đây sẽ là mục tiêu anh chị nhá. Anh chị nào muốn chốt ngắn hạn thì chốt ở đây. Chúng ta có LCG. Đó, LCG thì mục tiêu của nó quanh 13, anh chị chốt ở đây. Quanh 13 đến 13.5 nhá, quanh vùng này. Đấy thì khả năng nó lên được đây. LCG, HHV, chúng ta có FCN. Đấy, FCN thì gần chạm mục tiêu rồi. Mục tiêu là 15.3 thì đây sẽ là những cái vùng chốt ngắn hạn của nó anh chị nhé. Mục tiêu ở 15.3. Tiếp theo chúng ta có VCG. Đó, VCG thì mục tiêu của nó trong cái nhịp này ấy, thì đâu đó quanh vùng giá 26 anh chị nhé. Chúng ta kỳ vọng quanh vùng này. Đấy, 26 sẽ là mục tiêu. Thì lên đấy chúng ta sẽ canh chốt con VCG này. Nói chung là đầu tư công thì mình đánh giá là đánh một cái nhịp như vậy thôi anh chị nhé. Còn mình sẽ kỳ vọng được các cái nhóm như chứng khoán này, như bất động sản này, như thép này, như bất động sản khu công nghiệp nhiều hơn so với đầu tư công anh chị nhá. Ok, thì đấy là về đầu tư công. Chúng ta có hút, hút thì hôm nay cũng bật này. Đấy, con này thì cái vùng chốt ngắn hạn của nó sẽ là quanh 22 22.2 cho đến 22.5 nhá. Đấy, quanh cái vùng đấy. Còn cầm thì vẫn cầm được thôi anh chị, nó bắt đầu vào nhịp thôi. Hút này. Đúng không? MACD vừa lên đến không, Ben đang mở các thứ thôi. Thì nó vượt được qua vùng 22 nó sẽ ổn hơn. Nhưng mà trước mắt nhé, có cản ở quanh 22 đến 22.5. Lên đây nó sẽ cần phải tích lũy khá lâu rồi. Anh chị nào chốt ngắn hạn thì nó nổ lên phát. Thì anh chị chốt ngắn hạn sau đó chờ nó tích lũy trở lại, rồi cân xem xét mua lại sau cũng được. Còn anh chị nào nắm thì anh chị cứ nắm cho đến khi mà thị trường nó có cái tín hiệu đảo chiều, hay cổ phiếu có tín hiệu đảo chiều thì anh chị mới bán. Thì tất nhiên anh chị đánh theo trend ấy, follow theo trend ấy, thì cái ưu điểm của nó là anh chị sẽ giữ được cổ phiếu lâu nhất, đúng không? Còn cái nhược điểm là nó sẽ không bán được giá tốt nhất. Đấy là cái điều chắc chắn. Đấy, còn cái việc mà anh chị bán lướt ở trong ngắn hạn ấy, thì ưu điểm là có thể anh chị bán được giá tốt, nhưng mà cái nhược điểm của nó là anh chị sẽ dễ bị rớt hàng trong một cái môi trường mà thị trường tốt, dòng tiền tốt. Nhiều khi là nó chạm kháng cự, nó chỉ trứng lại một hai phiên rồi nó chạy ngay. Chứ anh chị bán xong, anh chị kiểu gì cái tâm lý là bán xong cũng sẽ chờ mua lại vùng giá rất thấp, đúng không? Nhưng mà chưa chắc nó về đến vùng đấy cho anh chị mua lại. Xong nó chỉ cần quay đi quay lại phát là nó chạy vèo cái lên, là coi như là điều khi lại bị phải mua giá cao hơn anh chị nhé. Ok, đấy là hút. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang một vài các cái nhóm cổ phiếu tiếp theo. Đấy là nhóm dầu khí. PVD thì hôm qua có một cái cây mà nó break vào phiên sáng. Mình nói với chị là sáng thì thường là nó break, nó không đáng tin cậy lắm. Nhưng mà tuy nhiên là cái đoạn này thì cũng chưa có vấn đề gì anh chị nhé. Nó từ từ tích lũy rồi nó sẽ lên được thôi. Nói chung là dầu khí thì nhịp này mình nói chung là trading thì mình nghĩ là cũng không nên anh chị. Anh chị có hàng anh chị cứ cầm thôi. BSR nó chậm nhé, dầu khí này. Hôm nay chúng ta có thủy sản bật tốt, ANV.
đúng không? Nhưng mà các anh chị thấy bắt đầu chạm kháng cự giao găm ở đây rồi, thì đây là vùng chốt ngắn hạn. Còn nhìn trong chart tuần thì mình thấy là nó vẫn còn khá là nhiều cản dày ở phía trên, ANV này, rồi IDI, đúng không? IDI thì mục tiêu của nó là 12.6, ngày mai nó nổ phát lên nữa lên 12.6 thì đấy là cái vùng anh chị có thể bán được nhé. Còn nhìn trong chart tuần của nó mình thấy là phía trên này cản nó còn nhiều lắm anh chị, còn nhiều lắm. VHC này, VHC thì còn khá hơn anh chị nhé, VHC mình thấy là khỏe hơn chút, đúng không? Khỏe hơn chút. Hôm nay thì có hai đáy đi lên rồi, nó vượt được cái vùng này rồi. Thì bây giờ anh chị nào muốn mua thì chú ý cái vùng 73. Nhưng mà mình thì thủy sản thì chưa đánh giá cao lắm anh chị, thật sự là chưa đánh giá cao lắm. VHC, IDI, nói chung là IDI, anh chị nào muốn đánh thủy sản thì IDI thôi nhé. ASM này là cổ phiếu mà có dòng tiền vào đầu tiên, nó bật khá đẹp đúng không? Bật khá đẹp. Vùng cản tiếp theo của nó là 10, 10.1. Đấy. Nhìn về chart tuần thì mình thấy là nó vẫn còn nhiều cản lắm anh chị. Nói chung là thủy sản thì mình đánh giá là một nhịp đánh ngắn nhé. Từ cái nền này anh chị có thể kỳ vọng tầm 10 đến 15% tùy nhá. Thì hôm nay bật phát 7% rồi thì nó còn khoảng tầm 7% nữa thôi. Ví dụ nó thêm, nó kéo rướn qua cái vùng cản 10.2 này, nó rướn lên chút thì anh chị có thể chú ý chốt lời trong ngắn hạn nhé. Tiếp theo nhóm xem còn nhóm gì anh chị nhỉ? Thủy sản này, điện này, chúng ta phân tích một vài cổ phiếu. GEC đúng không? GEC thì hiện tại mình đang thấy là nó vẫn đang bám cái band trên đi lên. Đó thì bây giờ điểm mua thì cũng nói với anh chị luôn là không còn điểm mua. Còn anh chị mà chấp nhận được giá cao thì anh chị mua. Còn cái mục tiêu của nó thì mình thấy là quanh 25.5, mục tiêu đỉnh cũ anh chị nhá. Thì anh chị nào muốn chốt lời thì quanh cái vùng đỉnh cũ để anh chị chốt lời. Thì đấy là GEC. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu phân đạm đúng không? DKM. Đấy, anh chị thấy là bắt đầu mở band ra rồi, band dưới bắt đầu mở ra. Thì những cổ phiếu như này ấy, hôm nay là một phiên test cung. Thì mình kỳ vọng là ngày mai nó sẽ nổ được anh chị nhá. Ngày mai này, ngày mai và ngày thứ sáu thứ năm và thứ sáu là hai phiên mà nổ đẹp nhất của DCM. Thì mình đang kỳ vọng là con này nổ được, mục tiêu của nó là quanh vùng giá đỉnh cũ 36-37. DPM thì cái cản của nó ở quanh 35, đúng không? Cản quanh 35 đấy, thì nó vượt được 35 thì chúng ta mới thể kỳ vọng cao hơn được nhé. Còn trước mắt là mục tiêu cản của nó 35 đấy, thì để xem MACD chuẩn bị lên hay không. Rồi nói chung là phân đạm thì mình đánh giá DCM cao hơn rất là nhiều. Anh chị nào đánh thì đánh DCM ấy, đừng có đánh DPM ấy. Mình nên nghĩ là nên đánh con này. Rồi tiếp theo chúng ta có cổ phiếu DGC. Đấy, vẫn đang rất là ổn đấy chị, đang tích lũy rất là chặt và band bắt đầu mở ra rồi. Thì góc nhìn của mình ấy là DGC khả năng sẽ tăng được nhá. Nó vượt vùng giá 99-100, break đâu đó khoảng tầm 4-5 triệu cổ phiếu là nó sẽ chạy đấy. Thì mình đang kỳ vọng nhá, nó có hai phiên cuối tuần là cơ hội để con DGC bật, đúng không? Mô hình đẹp lắm rồi. Thì đấy là DGC. Ok anh chị. DGC này, chúng ta có phân đạm, thủy sản, đầu tư công, bán lẻ. Rồi phân tích một vài cổ phiếu bán lẻ của FRT. Đấy, FRT hôm nay test không phải test cung anh chị, hôm nay có phiên rút chân. Thì đây là một cái nền band đang bóp chặt, thì mình đánh giá là khả năng nó sẽ có một cái nhịp bật ở đây anh chị nhé. Còn tất nhiên là có, bây giờ thị trường tốt thì chúng ta có thể kỳ vọng nó bật được một nhịp. Còn tất nhiên là nếu như mà nó quay trở lại, nó thủng qua 98 ấy, thì mọi người đánh ngắn thì mọi người nên bán nhé. Còn anh chị nào mà follow theo trend ấy, thì mình thấy là nó cũng chưa có vấn đề gì về trend cả. Con này gần như là trend của nó chả có vấn đề gì, đúng không? Nó đang kênh của nó như này. Đó, đây là kênh của con FRT. Anh chị kẻ ra thấy ngay. Thì ở đây mà nó bật lên một nhịp thì cái mục tiêu của nó sẽ là quanh vùng 110 nhá. PET này. Đó, PET rất khỏe anh chị, sau phiên bật này, chứng lại một hai phiên rồi kéo tiếp. MWG hôm nay bật được một nhịp, đúng không? Nhưng mà mình chưa đánh giá quá cao con này, nhưng mà khả năng nhé, góc nhìn của em là có thể tăng được. MWG có khả năng tăng được. Nếu như nó vượt được qua 42, 43 thì mục tiêu của nó sẽ là 46. Đối với MWG. Nhưng mà trao đổi với chị là mình vẫn không đánh giá cao cổ phiếu này. Những cổ phiếu này với mình nó chỉ là một cái sự hồi phục thôi, đúng không? Mình vẫn tập trung vào các cổ phiếu được đánh giá cao hơn như là chứng khoán, bất động sản, thép, đúng không? Đấy, đấy là những cái cổ phiếu mình vẫn đánh giá cao hơn rất là nhiều, mà có thể thành siêu cổ phiếu. Hôm nay thì có một vài của anh chị hỏi về HAG, thì mình trao đổi với chị đây là một trong những siêu cổ phiếu này, đúng không? Nó có hình bóng của siêu cổ phiếu, nền cũng căng đét luôn. Đấy, thì anh chị nào đã cầm được cổ phiếu này thì mình nghĩ là nó nhiều khả năng nó phải chạy đến tận 12, 13, chạy đến 13, 13 năm ở đây bắt đầu nó mới chỉnh này. Đấy, tức là nó phi phát lên đây này, bắt đầu nó mới chỉnh nhá.
đúng không, nó mới chỉnh một nhịp đúng không ạ. HAG này, ITA này, ITA thì cũng là form cũng kinh khủng khiếp luôn anh chị. Đấy, thì đây là hình bóng của những cái siêu cổ phiếu. Tất nhiên là ITA thì nó có vấn đề pháp lý một chút, thế chị lưu ý cổ phiếu này thôi. Đấy, lưu ý là các cái vấn đề liên quan đến thông tin, chứ còn nó đã break như này rồi thì mình nghĩ là nó sẽ chạy ghê gớm đấy anh chị, nó chạy rất ghê đấy. Thôi anh chị nào có hàng thì chúc mừng anh chị nhé, yên tâm mà nắm đúng không, yên tâm mà nắm. Còn đu theo thì bây giờ anh chị nào chấp nhận rủi ro thì anh chị đu thôi, chứ mình thì mình sẽ không có thói quen đu anh chị. Ít nhất là nó cho nó chạy hết sóng một đi, thì đây là sóng một đúng không, đây là sóng một thì bắt đầu nó sẽ có những cái sóng hai, nó sẽ có những cái sóng hai đấy, bắt đầu nó còn tăng tiếp nhá, nó sẽ còn tăng tiếp thì lúc ấy thì chúng ta vào khi mà nó có một cái nhịp rơi xuống thế này, nó test lại, nó cân bằng lại vào đây này đấy, chứ đừng có đu ở đây thì mình nghĩ là nó không không đủ an toàn. Còn tăng thì góc nhìn của em là form này nó còn tăng anh chị, đấy, đôi khi là nó về mệnh luôn đấy. Con HAG bây giờ nó đã 10 12.6 rồi, rất khỏe anh chị nhé. Ok thì đấy là về thị trường đoạn này thì Nam, về thị trường và các cái cổ phiếu đoạn này thì Nam vẫn đánh giá là thị trường của chúng ta sóng vẫn còn tốt anh chị, thì mọi người cứ yên tâm đánh nhá, yên tâm đánh và tập trung vào các cái cổ phiếu tốt nhất. Thì anh chị nào muốn trở thành khách hàng để cùng đầu tư cùng em Nam thì về sớm với đội của Nam, thì Nam sẽ hỗ trợ anh chị để mua được các cổ phiếu tốt nhất để chúng ta có cái lợi nhuận vượt trội so với thị trường anh chị nhá. Ok anh chị, anh chị để trở thành khách hàng thì liên hệ với số điện thoại 0963983779, Nam đang để trên góc phải đây này, thì mở những cái tài khoản VPS mới hoặc là tham gia dưới hình thức thu phí, hoặc là đã có tài khoản rồi anh chị có thể chuyển ID. Thì đây là chuyển ID, anh chị đăng nhập vào app, bấm vào avatar, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, sau đó tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận, rồi vào cái phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình gửi lại cho Nam theo số điện thoại trên góc phải để Nam hỗ trợ anh chị vào trong các cái Zoom VIP để chúng ta cùng nhau đồng hành và đầu tư. Ok anh chị nhé, bây giờ thì xin chào các anh chị, chúc anh chị một buổi chiều tốt lành và hẹn gặp lại trong các cái chương trình tiếp theo của câu lạc bộ ITP và em Nam. Xin chào, bye bye mọi người.